Phản trao đổi giữa kali chromat với dung dịch bạc nitrat tạo thành kết tủa màu đỏ. Chuẩn bị ống nghiệm đựng dung dịch bạc nitrat như hình vẽ. Rồi nhỏ từ từ dung dịch K2CR4 vào ống nghiệm đựng dung dịch bạc nitrat, quan sát hiện tượng xảy ra. Tạo thành dung dịch có màu đỏ của tình yêu. Kết thúc thành dung dịch màu đỏ của tình yêu. Tình yêu là bạc chromat. Tổ